nhân cách thì là nguồn gốc của con người. Đó là lý do mình chọn trường. Và mình thấy môi trường của Tuệ Đức thì nó rất là tốt. Và các bạn hay là thầy cô đều hòa nhã. Và mình mong con mình có thể học tập và sinh hoạt trong một môi trường lành mạnh như vậy. Các thầy cô đã hỗ trợ hết mình, như là hướng dẫn cho bé những bước đầu vào học như thế nào, hay là cách sinh hoạt, giúp các bé, giúp bé hòa nhập với môi trường học tập một cách tốt nhất. Thì không chỉ thầy cô trực tiếp giảng dạy, mà những thầy cô như là trong ban tuyển sinh hay là những thầy cô khác trong trường đều hỗ trợ cho bé. Thì mình thấy điều đó là rất là vui, và gia đình cũng thấy yên tâm khi mà để bé đi học ở trường mình. Bé là tự tin hơn trong giao tiếp và hòa đồng hơn. Trước đây bé cũng khá nhút nhát á, nhưng mà khi vào trường mình thì trong môi trường mà các bạn thầy cô đều hướng dẫn tận tình thì bé rất vui ha. Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Cho nên là bé đi học về kể rất nhiều chuyện về trường, về lớp, về cô, ngày nào cũng vui vẻ hết. Trong trường thì trong trường mình á thì ngoài giờ học thông thường ra thì mình thấy có một số giờ học rất đặc biệt, như là giáo dục cảm xúc hay là về rèn luyện quân đội, những kỹ năng sống cho bé. Thì mình thấy đó những chương trình ấn tượng, thì cũng ít trường nào mà có được những cái hoạt động như vậy, đặc biệt là chương trình mà giáo dục cảm xúc á, giúp cho bé ươm mầm cũng như là trau dồi cái cảm xúc của bé, mình thấy rất là tốt ạ. Ngày đồng cảm ngày 2 tháng 11 vừa rồi mình đã tham gia, và mình thấy các bạn cũng tham gia hoạt động rất sôi nổi, và cũng là một cách chia sẻ những kiểu như là có thể trải nghiệm cuộc sống của những người, chia sẻ những trang trở hàng ngày của thầy cô. Mình thấy là đó những hoạt động rất thú vị. Khi mà vào học Bách Quy Đức thì mình thấy Bách Quy Đức là một môi trường rất là thân thiện, vì mình thấy là không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà mỗi thành viên, mỗi thầy cô hay là những bác bảo vệ hay là cô lao công, mọi người trong trường đều rất nhiệt tình và luôn luôn chào đón và vui vẻ với các bạn. Cho nên là mặc dù là nó đi học nhưng mà các bạn thấy như là ngôi nhà thứ hai vậy đó, rất là vui khi mà đi học mỗi ngày. Bởi vì con không bao giờ bé lại, bởi vì những năm tháng mầm non, tiểu học và trung học có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách và hành trình tương lai của con. Hãy lựa chọn ngôi trường phù hợp và trao cho con những giá trị tốt nhất. Ba mẹ hãy cùng Parkway Tuệ Đức kiến tạo các thế hệ học trò tương lai và trao cho con những giá trị hạnh phúc. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, quý phụ huynh vui lòng liên hệ hotline 1900 6462 hoặc truy cập website www.parkway.edu.vn. Cùng Parkway Tuệ Đức, vươn tầm tri thức, chắp cánh tương lai.